Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Đối tuyết, thật là tuyệt à. Lấy thơm đối thối, lấy cất đối hoa. Ơi, ai dám nói ta không đối lên, ta cảm thấy không thỏa đáng. Đối quả thật là đối nên rồi. Về mặt cách luật cũng không dám nói là không công chỉnh, nhưng mọi người cơm mới ăn đến một nửa, đã không còn khẩu vị nữa rồi. Bây giờ đến lượt ta ra đề rồi, nửa tháng trước. Một vị bằng hữu cũ của ông nội đến viếng. Tên của ông ấy rất là kỳ quặc, họ Hòa tên Thượng. Ông ấy tặng cho nội ta một bức tranh hoa sen tự tay vẽ, còn để lại một niên. Ông nội ta thỉnh giáo nhiều người đều không đối nên được, nhưng không biết là thượng niên mà quan tam thiếu nói cụ thể là gì. Thượng niên này rất đơn giản, chỉ có 7 chữ: Hòa thượng hoa sen, hòa thượng vẽ. Thượng niên này vừa nhìn rất như là đơn giản, nhưng lại chính phản đều đọc được, và lại chính phản ý nghĩa đều như nhau. Hai chữ đầu cuối thương đồng, nhưng mà nhất động nhất tĩnh, hoàn toàn tương phản. Không nhờ rằng cái tên dân chơi không có chuyện ác gì mà không làm này. Không học hành đàng hoàng, vừa mở miệng ra lại có thể đưa ra một đề khó tày trời như vậy. Đi qua đi lại, không được không được. Lửa nén nhang đã qua rồi. Còn chưa xong sao? Ơi, sắp hết thời gian rồi nha. Rốt cuộc đối thế nào? Thời gian trải qua từng chút một. Một nén nhang nhả khói xanh thướt tha, cuối cùng đã hoàn toàn hóa thành tro. Ta đối không ra, ta nhận thua. Không, ngươi tuy thua rồi, nhưng người thua không phải là người, bởi vì người cược với ta không phải người. Ngươi chẳng qua chỉ là một con cờ ở đây, còn chưa có tư cách đánh cược với ta. Hai vị lão phu tử, các người nói phải hay không? Là chúng tôi thua rồi. Lão phu thực hiện lời hứa, từ nay học viện Văn Tình ở trước mặt của quân Mạc Tà người không bàn đối liền. Phong cốt của hai lão đầu này cũng không khiến người ta kính trọng, cũng khiến người ta kính trọng. Nếu có thể, ta cũng không muốn ép người đến bước đường này. Nhưng thầy không chỉ là dạy học thức đơn giản như vậy. Thầy là kỹ sư của linh hồn loài người. Loài người này chú trọng bồi dưỡng năng lực học thức, nhưng lại lơ đi việc xây dựng nhân phẩm. Đại hạ muốn hỏi thử tam công tử gia thượng niên này tự mình có hạ liên hay không. Nếu có hạ liên tuyệt, mong chỉ giáo để ta mở mang tầm mắt. Trước khi ta ra đề đã nói rõ đây là đề người khác giả, ta chẳng qua là mượn dùng mà thôi. Nếu một bộ liên ta tự mình nên đều đối nên được thượng niên, ta còn đem ra làm khó người sau. Nhiên Phong nuôi xuống, thua rồi chính là thua rồi. Ấy, Khổng lão sư nói đúng. Thư từ thơ ca, cầm kỳ thi họa thật sự là thể hiện học tài. Chẳng lẽ còn không có thứ gì có thể qua được quân công tử hay sao? Ta xem như rõ rồi. Lý Du Nhiên tiểu tử này chính là không có ý tốt. Quả nhiên là mặt trắng không có lòng tốt. Muốn mượn đao của đám lão phu tử này ép lão tử ta lộ ra át chủ bài. Nói cũng phải, người của Học viện Văn Tinh lần này đến không ít. May mà bên chúng ta cũng đầy nhân tài. Chúng ta hậu nhân của các đại thế gia làm sao có thể sợ hãi cơ chứ? Nhưng mà lúc nãy Du Nhiên công tử cũng nói rồi. Hắn ở nhiều phương diện đều rất khâm phục bổn công tử, nói cách khác, bổn thiếu gia mạnh hơn Lý Du Nhiên nhiều rồi. Cho nên các người ngay cả Du Nhiên công tử cũng không so qua, vậy thì không cần phải đến tìm ta nữa. Bổn công tử rất là bận đó. Mọi người đều đưa ánh mắt nhìn tán dương. Đối tượng lại không phải là quân Mạc Tà mà là Độc Cô Tiểu Nghệ. Một lời này không những đem toàn bộ đệ tử của thế gia đều buộc trên chiến thuyền của mình, càng đem Lý Du Nhiên đẩy ra ngoài làm quỷ chết thay số một. Chắc chắn là Độc Cô Tiểu Nghệ chỉ chiêu rồi. Như vậy thì bọn ta hướng Lý công tử thỉnh giáo một hai, rất vinh dự. Hai người này đã đối qua câu đối rồi, nghe nói Lý công tử
một bài Du Nhiên Tiêu Vàng danh thiên hạ. Vậy thì trận này so âm luật thế nào? Tại hạ là Kim Âm Trấn, nguyện hướng Du Nhiên công tử thỉnh giáo một hai. Kim Âm công tử, âm luật danh động thiên hạ, làm sao Du Nhiên có thể sánh được? Trận này không cần phải đấu nữa, tại hạ nhận thua là được. Kim Âm Trấn này một thân là tiêu kỹ gia truyền, lúc 15 tuổi đã danh truyền đại lục, làm sao có thể là người lửa vời? Phong nhã phụ dung như ta có thể so được? Ta và Mạc Tà công tử mỗi người một trận, trận này Du Nhiên kỹ không bằng người, cam tâm nhận thua. Trận kế tiếp lại đến Mạc Tà công tử huynh rồi. Du Nhiên ở đây chúc quân tam thiếu thắng lợi. Lần này học viện văn tình lật lại một cuộc, làm nền tảng cho cục diện của đôi bên không phân thắng bại. Tiếp theo đây mới là trận đánh khó thật sự. Trời, tên này ngay cả so cũng không so đã trực tiếp nhận thua rồi. Nếu là ta, cho dù đối phương lợi hại thế nào, cũng phải thẳng thắn, cũng phải thẳng họng gầm một bài ca hiện đại, thà bị người ta đánh chết cũng không thể nào bị người ta dọa chết à. Tiếp theo là đấu thơ tử, lễ bộ thượng thư, Tôn Thanh Hà, Trương Nghị cùng mọi người một lúc. Cuối cùng đã quyết định ra đề ngày hiện trường, sau đó hai bên làm thơ thi đấu tại trận, phán định ưu liệt, quyết ra thắng thua. Lần bình thơ này, lấy học vấn làm đề, mời đôi bên chọn người. Tại hạ Tần Cầu Sĩ, mời quân công tử chỉ giáo. Trải qua khoảng thời gian nửa nén nhàng, cảm độ học khải quan độ triều, tâm chính ý cần hà tu kính. Phàn thanh trích đấu lộ vị giao, nguyệt tương thử thần phó nhân trá. Chấm lận nhiệt huyết chú hồng kiều, thử sinh nhược lang đắc thốn tiến. Bất phụ kim triều huy lang hào, mời bệ hạ xem qua. Cầm xuống truyền duyệt đi, nửa nén nhang ngắn ngủi vậy mà làm được một bài luật hay. Ơi, ý tuy chưa đạt thượng thừa, nhưng đối trận lại khá công vững, có thể xem là tác phẩm tốt. Tốc độ cũng quá nhanh rồi, tay súng nhanh nha. Quân mỗ cam bái hạ phong, cam bái hạ phong. Đa tạ quân công tử đã khen, tiểu sinh học thư tài mọn, mong quân công tử chỉ dạy. Tại hạ cũng đợi nghe đại tác của quân công tử. Tay súng nhanh. Tên mập này thật không tốt, rõ ràng là cùng một nhóm với quân Mạc Tà. Lúc hắn không làm ra thơ được, vậy mà lại vui mừng như vậy, nhân phẩm này thật khiến người ta khinh bỉ. Quân công tử tài hoa xuất chúng, chẳng lẽ lại nhận thua như vậy? Đây là vạn lần không được, dù sao cũng phải ngâm một bài để mọi người bình mới được. Quân tam thiếu là gia đình thượng võ, không thông văn chương cũng là khó trách, cứ như vậy nhận thua cũng là chuyện trong dự tính. Chẳng lẽ chư vị cảm thấy rất là ngạc nhiên hay sao? Nếu mọi người đã có thánh ý như vậy, vậy thì bổn thiếu gia cũng không thể nào từ chối. Nhưng mà làm học vấn, bổn thiếu gia trước giờ thật chưa làm qua. Không làm thơ theo đời nữa, tùy ý ngâm một bài thơ mọi người nghe vui đi. Tùy tiện ngâm một bài. Quân công tử thật là đại tài à. Trong lúc đưa tay đã thành thơ, khâm phục khâm phục. Tài tử của học viện tinh văn đều là nhân phẩm như vậy hay sao? Nóng dạ hẹp hòi, thừa lúc đục thả câu. Nếu tâm tính như vậy, chú chính một phương, có thể nào ngày ngày tân nàng, đêm đêm đổi tân nương hay không? Thì ra lòng tranh thắng của học viện văn tinh những năm này cũng hơi mãnh liệt một chút rồi. Đến nay rốt cuộc là võ tâm mà ra, hay là có ý điểm rõ? Đây chính là tác phẩm danh chấn của Michael Jackson, bài hát Tự Bổ Khởi Trần. Thái không bộ, cơ giới bộ, hai đại tuyệt kỹ này hợp làm một, cuối cùng cũng hiện thân ở dị giới rồi. Có rồi, muốn yêu đương với ta không xinh đẹp không được. Đừng nói yêu với ta, con người ta quá hư. Đừng có mê luyến ca, ca chỉ là huyền thoại. Đừng có rụng đến ta, ta để ngươi ói máu. Đừng khoe khoang với ta, ta chính là da của người. Đừng phách lối với ta. Hỡi người tiểu huynh đệ, ca trong lòng cô đơn, giết người lại phóng hỏa. Người dám làm khó ta, mẹ nó thằng kế bên. Người người, người người. Khốn não, nghiệp chướng. Quân Mạc Tà và quân Chiến Thiên trao đổi ánh mắt.
quân Mạc Tà phối hợp đã bị đá bay lên, hô lớn đụng vào cây cột ở đại điện. Độc Cô Tung Hoành bắt vững quân Mạc Tà, trao đổi ánh mắt với quân Mạc Tà. Hợp tác với ông già ngươi cả đời, còn không biết ông đang nghĩ gì hay sao? Quân Chiến Thiên tên già nhà ngươi, già hồ đồ rồi sao? Chẳng lẽ ngươi muốn giết chết mầm giống duy nhất của nhà họ Quân ngươi không thành? Đừng cản ta, hôm nay ta phải đánh chết tiểu súc sinh này. Thật là mất mặt mà, làm dơ bẩn môn phong quân gia. Không dạy dỗ cho tốt, hắn còn lật cả trời. Được rồi, ngồi xuống trước từ từ nói. Muốn giết người rồi, Tam Thiếu. Ơi, huynh đệ tốt của ta, ngươi nhất định là đừng chết đó nha. Cấm miệng hết. Dừng tay hết, thành thể thống gì? Xin bệ hạ làm chủ cho chúng tôi, trừng phạt nghiêm tên vô sỉ tán tận lương tâm này. Chuyện hôm nay chậm rất không vui. Lại lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, các đại thế gia càn quấy, tài tử của học viện văn tình. Ngày sau làm sao có thể tạo phúc cho vạn dân, hôm nay cứ vậy thôi đi, tự mình về kiểm điểm đi. Chiến báo khẩn cấp. Thiên phạt huyền thú triều xung kích Nam Bộ, sinh tử chí tôn Thạch Trưởng Tiếu, cùng với vô huyết hồn Sơn Trang, cùng phát lệnh ra kêu gọi chí tôn. Chẳng lẽ chuyện thật sự lớn vậy rồi sao? Buổi tối, Văn Huỳnh, không biết chuyện hôm nay huynh cảm thấy thế nào? Rất khó phán định, nhưng trên người của hắn không có sự dao động của huyền khí lớn lắm, điểm này có thể xác định. Nhưng ta cứ cảm thấy tiểu tử của quân gia đó không đúng lắm, huynh thấy thế nào? Đâu chỉ là không đúng lắm, tiểu tử này hành sự thấu tà khí, không phép tắc. Hôm nay ở trên đại điện tuy giống như là ăn chơi, chơi cả thiên hạ, nhưng theo lão phu thấy hắn lại không phải là giả vờ. Ý của Văn Huynh là hắn chỉ sợ là không xem những người đó ở trong mắt, trong đó có bao gồm cả bệ hạ. Nhưng đồng thời điều này cũng bằng lòng nói với bệ hạ một chuyện, hắn không có ý gì với sự phân tranh quyền thế thế gian. Một là để trẫm an tâm, vĩnh viễn cũng không cần phải e sợ hắn. Hai là nhắc nhở trẫm, giáo dục của học viện văn tình là thất bại như thế nào. Hắn để trẫm nhìn thấy tai họa ngầm của đế quốc và mặt yếu của quan trường. Trong vô hình để trẫm nhìn rõ tình người của hắn, một nhân tình cực lớn. Tai họa ngầm của văn tình chỉ là chuyện nhỏ, phần lớn con cháu đời sau của chúng thần thiên hương sau này đều trong tầm khống chế, chỉ duy có hai người khiến ta lo lắng. Một người là Lý Du Nhiên, mà người còn lại chính là quân Mạc Tà. Lý Du Nhiên này dã tâm cực lớn, nhưng toàn bộ thủ đoạn của hắn làm chung quy là đạo lý của thần. Một đế vương sao có thể chơi âm mưu đen tối được? Hắn không đáng để ta để trong lòng, vẫn là bệ hạ suy nghĩ chu tường khâm phục. Duy có quân Mạc Tà lại nguy hiểm hơn Lý Du Nhiên nhiều. Lúc trẫm còn tại thế tự nhiên có thể đảm bảo kiềm chế họ. Nhưng một khi trẫm từ trần, ba đứa con trai đó của trẫm lại không có một đứa nào có thể điều khiển hai người này. Bệ hạ xuân thu đỉnh thịnh, đang là niên phú lực cường, tin là trong thời gian ngắn tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì. Tuy bây giờ không có chuyện gì xảy ra, nhưng nếu cứ như vậy giữ họ lại, nguy hại tương lai chưa hẳn đã là nhỏ hơn bây giờ, và lại sẽ có họa diệt quốc. Ý của bệ hạ cuối cùng vẫn là muốn bây giờ trừ khử. Không thể quyết kế, hoặc là quân Mạc Tà thật sự chết rồi, chấn động khơi dậy, thiên hương quốc của chúng ta có thể chịu nổi hay không? Hơn nữa, huynh đừng quên phía sau của quân Mạc Tà, ngoài quân Mạc Tà ra, còn có liên quan đến một gia tộc khác. Đông Phương Thế Gia, nhà thích khách mà cứ thế công nhận. Họ chẳng phải 8 năm trước đã mất tung tích rồi sao? Chẳng lẽ Đông Phương Thế Gia chính là ngoại tổ của quân Mạc Tà? Huynh đoán không sai, năm đó quân Vô Hối, quân Vô Mộng bất ngờ chiến tử. Đông Phương Thế Gia liên tục phái 17 sát thủ, tử sĩ hạng 1, lấy mạng đổi thương, khiến cho chậm đến nay vẫn không thể nào khôi phục. Cũng là vết thương vĩnh viễn không thể nào khôi phục. Lúc đó Tiêu Gia phong tuyết ngân thành, huyết hồn Sơn Trang sáng lập thời gian 1 năm, cuối cùng mới đem chiều cuồng thích khách này đè xuống. Trận chiến cuối cùng đấy, Đông Phương lão phu nhận thua lửa chiều, tuyên bố ở ẩn, đồng thời lập lời thề, trừ phi kiếm phong sụp đổ núi tuyết, huyền thú tận xuất thiên phạt, không thể thích khách của Đông Phương Thế Gia
Tuyệt không hiện thân ở trên đại lục, câu nói này của Đông Phương Lão Phu Nhân đồng nghĩa với tuyên bố với Đông Phương Thế Gia mãi mãi quy ẩn rồi. Đó cũng chưa hẳn, một khi có người đụng đến giới hạn cuối cùng của Đông Phương Thế Gia, ta tự nhiên có lý do xuất động. Cho nên quân gia bất luận thế nào chúng ta cũng không thể nào động được. Cho dù có lý do cần phải giải trừ, cần phải trừ đi, cũng phải chết do ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn thật sự, ngoài ý muốn thật sự. Muốn để cho người như là quân Mạc Tà chết trong ngoài ý muốn, khó. Có lẽ cơ hội này đã đến rồi. Huyền Thú Triều, ý của bệ hạ là sự kiện lần này xảy ra ở Nam Bộ Thiên Hương ta, ta phải xuất động binh mã. Các đại thế gia ở trong kinh thành sẽ điều người đi, tạo thành một đội quân tinh nhuệ, có thêm thiết kỵ 10.000 xuống Nam Tương trợ. Trong số những người này, Mộ Dung Thế Gia, Đường Gia, Lý Gia, Tống Gia, Quân Gia đều phái ra người. Đến lúc đó các đại thế gia ai cũng không phục ai. Quân đội này thực lực tuy mạnh nhưng lại là trên dưới bất hòa, là đại kỵ tòng quân. Bộ đội như vậy nếu gặp phải Huyền Thú Triều chỉ có một con đường chết. Vậy bệ hạ chuẩn bị để ai dẫn quân? Quân Vô Ý trừ hắn ra, chẳng lẽ còn có người lựa chọn thích hợp hơn hay sao? Bên khác, ra hoàng cung, bây giờ mới vừa bắt đầu, cậu nói có thể có bao nhiêu? Mập, thuốc mà ta muốn cậu thu thập bây giờ đã có bao nhiêu rồi? Nghe đây, bất luận thế nào, mau chóng thu thập được nhiều thuốc nhất có thể. Bắt đầu từ tối nay, thuốc mỗi ngày đưa 3 lần cho ta, cho dù chỉ thu được 1 cây, cũng phải mau chóng đưa đi cho ta, hiểu, ta sẽ dốc toàn lực. Quân Mạc Tà quay đầu lại, nhìn hoàng cung Kim Bích Huy Hoàng dưới ánh nắng mặt trời, dường như ở đó luôn có một đôi mắt, ánh mắt nóng bỏng đang nhìn mình. Không thể không nói, Mạc Tà tiểu tử này mắng mấy tên chua đinh đó khiến cho lão phu trong lòng thoải mái vô cùng. Đây mới là nam tử hán bên dưới có chim, đây mới là người của quân gia ta. Mạc Tà, thứ duy nhất quân Mạc Tà có thể nhìn thấy chính là một đôi mắt không có độ ấm, dường như đã chứa đầy cái chết cổ tịch. Cứ như mắt của cá chết lạnh lẽo nhìn hắn. Tuy trong lòng đã chuẩn bị xong, nhưng tốc độ của sát thủ này cũng quá nhanh rồi. Lúc nãy trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, trong lòng của quân Mạc Tà nhanh chóng đưa ra phán đoán. Không no được lộ hay không nộ, một tiếng soạt lập tức độn vào trong thương bài hộ mạng lớn nhất, trong Hồng Quân Tháp. Nhưng do biến cố phút chốc này đến quá bất ngờ, trên ngựa vẫn còn tàn ảnh, xem như đã bị người cả người lẫn kiếm xuyên qua trước ngực của hắn vậy. Sau đó hắn lập tức ra từ trong Hồng Quân Tháp, vẫn ngồi trên lưng ngựa, cẩn thận lại nữa. Toàn thân công lực của quân Chiến Thiên đã đánh đến đỉnh, đánh một đòn, đòn gió lướt không, lại đánh ra tiếng nổ van như là tiếng sét vậy. Có thể thấy một đòn này của lão già này đã dùng hết sức.